Nó chỉ có một đồi thôi, nhưng mà nó ở cái thế cao hơn và nó bố trí hầm hào kiên cố hơn. Thế nên là mình đánh dồn dập như là trận đầu là không thắng được, bởi vì 2 ngày mình cũng không giải quyết được. Tức là nó có nhiều hầm hào, tức là nó cứ toàn quăng 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 lại từ pháo xuống, mà mình bắn lên thì lại bắn vào tường của nó đâu. Thế nên là đánh theo cách đó không không thắng được. Đã được có một cái yêu cầu của tiểu đoàn, tức là về trung đoàn để xin thay đổi cái đánh và xin tăng cường đoàn của pháo. Thì trong đó là giao cho 3 người, thì tôi chịu trách nhiệm làm đội trưởng. Trong cái tiếng công an đó thì đi dưới hào, đi vừa chạy, có nhiều chỗ không có hào thì phải trượt trên mặt đất. Trong cái khói bom, không bom thì không có, nhưng khói lại báo là mịt mù, nghĩa là có thể nói là rất là ác liệt. Thì 2 đồng chí vừa tôi là bị thương nặng, còn tôi cũng bị thương nhẹ, đấy, tức là vết thương thì là vẫn còn, nhưng mà nó không không vào xương. Đây nó mình ra thôi. Trong lúc đó là nghĩ đến cái cách điệu là tiểu đoàn nói là bằng giá nào các đồng chí cũng phải đưa được công an này về tới trung đoàn để trung đoàn giải quyết cho cái việc tăng 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 cường đó, là cho cái băng bó cái xương và tự nhảy lò cò với dưới dưới hào rồi để tự bò về đến tới trung đoàn, đưa được cái công an đó cho trung đoàn trưởng Lê Thùy của tôi. Thì lúc đó là cảm thấy máu cũng ra nhiều, và hai nữa là mệt mỏi, người mất đi ngất liệm đi. Nhưng mà được y tá là băng bó lại vết thương cho. Sau dặm 10 phút sau thì tôi tỉnh lại, thì mới biết là mình đã hoàn thành nhiệm vụ.